A Di Đà Phật. Hồi nãy thì hai câu hỏi của ngài Tu Bồ Đề: làm thế nào để hàng phục vọng tâm và làm thế nào để mà an trụ chân tâm. Thì cái câu đầu tiên Đức Phật dạy mà muốn mà hàng phục chân tâm đó, là mình phải độ muôn loài chúng sinh, độ đến cái chỗ mà vượt tận mà mình không thấy có người được độ, và cũng như mình không thấy mình đã độ chúng sinh. Đó là cái phương pháp để hàng phục cái vọng tâm. Cái phương pháp hay quá ha quý vị. Có nghĩa là phương pháp không còn nằm, cái tâm của mình không còn nằm ở trong chấp ngã tướng, chấp pháp tướng, mà khi mà pháp và ngã nó quy không rồi thì tất nhiên là cái tâm của mình nó an ổn, cái tâm của mình nó từ vọng tâm nó trở thành chân tâm mất rồi, phải không quý vị? Đó là cái phương pháp đầu tiên mà Đức Phật dạy, phương pháp hàng phục cái vọng tâm. Và bây giờ an trụ chân tâm là Đức Phật dạy phương pháp bố thí. A Di Đà Phật, cái này là thầy nói về sự sự tướng. Bởi vì thầy trong gym có đủ các chúng đại chúng trong gym có đủ cái thành phần thượng trung hạ, do đó thầy không có giảng cái pháp cao của thiền tông. Như chữ bố thí mà giảng về pháp thiền tông thì nó sâu xa vô cùng tận. Thầy chỉ giảng về cái sự của kinh thôi, để cho quý vị có thể theo cái bổn kinh mà quý vị tu hành. Tại sao Đức Phật dùng chữ bố thí mà Đức Phật không dùng chữ cúng dường? Thầy cũng mong tất cả quý đại chúng trong gym hiểu. Mình dùng cái chữ bố thí là mình ban phát cho những người mà thấp hơn mình, những người mà có sự đau khổ hơn mình. Còn mình dùng chữ cúng dường là mình dâng lên cho những cái người mà trên mình. Những người trên mình như ai? Như cha mẹ, như ông bà, như thầy tổ. Mình không dùng cái chữ bố thí được, mà mình phải dùng cái chữ cúng dường. Chữ bố thí là dùng đối với cái bậc mà thấp hơn mình, chữ cúng dường là dùng đối với cái bậc mà cao hơn mình. Quý vị phải phân biệt hai danh từ đó. A Di Đà Phật, quý vị không thể nào quý vị đem một cái đồ vật tới chùa rồi quý vị nói tôi bố thí cho vị tăng đó. A Di Đà Phật. Khi bởi vì vậy khi mình dùng cái danh từ thì phải dùng danh từ cho nó đúng. Mình có thể nói tôi mới vừa đến chùa và cúng dường cho vị tăng đó thì nó đúng cái từ hơn. Khi mà đọc cái kinh Kim Cang đến cái phần này thì ngài Lâm Tế Hòa Thượng là một cái vị thì tôn túc ở trong thiền tông, ngài đã ngộ được cái lý vô trụ của bản tâm, và ngài ngộ được cái lý nghĩa là giải thoát tận cùng của kinh Bát Nhã. Nên ngài Lâm Tế Hòa Thượng có làm một cái bài thơ, thầy cũng đọc ra đây để cho quý vị hiểu cái tâm của ngài Lâm Tế Hòa Thượng. Theo cái tiếng Hán thì như vậy: tâm cảnh đến tu duyên, phương minh sắc giữ không, dục thúc bổn lai thể, thanh sơn bậc dân trung. Dịch ra cái tiếng Việt của mình là: không còn chấp tâm và cảnh, mới ngộ được lý sắc không. Muốn biết bổn lai bản thể, kìa mây trắng với trời xanh. Quý vị thấy không? Thành ra ngày xưa đó, khi mà các thiền sư mà hỏi về những cái câu mà thiền ngữ đó, thì thường thường mấy cái vị mà muốn diễn tả bản tâm mình đó, các vị đưa hai tay lên trời nha, đưa hai lên trời, trời trong miệng thốt lên trời xanh, trời xanh nha. Rồi có những vị đó, những vị lại còn nghĩa là thi vị quá thêm nha, trời xanh mây trắng nha. Đó là cái phương pháp mà để chứng tỏ rằng mình là giống như là tâm cảnh như hư không rộng rãi như vậy. A Di Đà Phật, chân hữu có thể stop cái phần thâu lại đi. Để thầy nghĩ mệt, thầy uống nước rồi thầy giảng tiếp. Stop cái phần mà thâu lại, chân hữu với hai tâm. Mô Phật. A Di Đà Phật, bây giờ thầy dừng tạm ở đây để thầy uống ly nước rồi thầy sẽ tiếp tục. Còn quý vị có thấy qua cái lời giải đó, quý vị đã có quý vị nào đốn ngộ chưa cho thầy biết để thầy mừng. A Di Đà Phật, quý vị nào đốn ngộ rồi giơ tay lên cho thầy mừng coi. Sau khi mà thầy đã giải như vậy, quý vị nào có pháp khí cao, có sự đốn ngộ,
À, quý vị nào đóng ngội giơ tay lên cho thầy mừng. A Di Đà Phật, thầy rất mừng á. À, còn bằng không thì quý vị chờ thầy uống ly nước rồi thầy sẽ tiếp tục thầy giảng tiếp. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, như thầy ơi, ở đây chùa thầy tiều phu nhiều lắm rồi, đốn cây nhiều lắm rồi, thầy chỉ muốn đốn ngộ à. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy chào những vị mới đến sau, chẳng hạn như là Amitabha, Maitri, Chân Phổ, Chánh Minh, Hero, Như Thị, Kelvin, và nhất là cư sĩ Diệu Lạc, cái người rất mong mỏi được nghe pháp để mà tu thành đạo quả trong kiếp này. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ thì chân hữu và hai tâm bắt đầu thâu, thầy giảng tiếp. Bây giờ đến cái phần là không chấp thấy thân tướng của Phật là thấy được Phật. Phật hỏi: Tu Bồ Đề, ông có thể cho thấy cái thân tướng của ta đây là thấy được thân tướng chăng? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, không thể cho thấy cái thân tướng của Ngài đó là thấy được Như Lai. Tại sao? Vì Như Lai thường nói cái thân tướng này không phải thật là thân tướng Như Lai. A Di Đà Phật, cái câu này rất là hay. Tại sao Như Lai còn sống sờ sờ đã thân tướng như vậy mà ông Tu Bồ Đề ông bác rằng cái thân tướng đó không phải là thân tướng Như Lai? A Di Đà Phật. Cái chữ Như là chân Như, Lai là bất di bất dịch. Như Lai là không có đi mà không có đứng, không có nằm, không có ngồi. Còn tướng của Đức Phật là tướng vẫn có nằm ở trong cái bốn tướng là đi, đứng, nằm, ngồi. Như vậy thì ông Tu Bồ Đề trả lời là về cái lý nha, trả lời là về cái tướng vi diệu của Như Lai, trả lời về cái pháp thân Như Lai thì con không có thấy nha. Nhưng quý vị đã thấy rằng cái tướng của Như Lai thì nó có thân Như Lai có tất cả là ba cái thân, thì cái thân là thanh tịnh pháp thân, báo thân và quả thân. Thì bây giờ ông Tu Bồ Đề, Đức Phật hỏi là hỏi về cái tướng hóa thân, có nghĩa là tướng mà nó có ngũ uẩn, nó có sáu căn. Ông Bồ Đề ở đây thì ông trả lời là ông không thấy, là tại vì ông tu về chân không, thành ra ông nghĩ là Đức Phật hỏi đây là hỏi về cái pháp thân, do đó ông nói rằng ông không thấy được cái thân tướng Như Lai. A Di Đà Phật. Thì ông này cũng đã rất là hay, bởi vì Đức Phật hỏi về cái tướng của Như Lai thì Tu Bồ Đề trả lời đúng đúng là cái tướng của Như Lai. Bởi vì nếu mà cái tướng Như Lai mà nó còn nằm ở trong cái sự chi phối của thời gian, của không gian, của sự sanh già bệnh chết, như vậy thì cái tướng này là cái tướng của chúng sinh chứ đâu phải gọi là tướng Như Lai, phải không tất cả quý vị đại chúng có mặt trong room? Một cái tướng mà nó vẫn còn nằm trong cái sự sinh diệt thì đâu có thể nào gọi là Như Lai. Bởi vì Như Lai thầy vừa trình bày là cái tướng mà bất di bất dịch, bất biến bất động, nó là Như Lai mà. Như vậy thì cái tướng Như Lai ông Tu Bồ Đề ông trả lời với Đức Phật là đúng, là tại vì ông Tu Bồ Đề diễn tả về cái tướng của pháp thân. Rồi Phật dạy tiếp: Tu Bồ Đề, phàm cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Nếu các anh thấy các pháp tướng đều hư vọng không thật, tức là thấy được Như Lai. A Di Đà Phật. Những câu này là những câu nó thuộc về thiền ngữ, những cái câu mà trong kinh phân ra cái lời nói của Đức Phật như vậy là thuộc về cái Như Lai thiền. Thành ra nhiều lúc quý vị nói Như Lai thiền là Đức Phật dạy về cách tu tứ niệm xứ, cách tu thập nhị nhân duyên, nhưng mà quý vị đâu có ngờ rằng cái Như Lai thiền nó nằm sờ sờ trong cái bản kinh Kim Cang, bằng cái câu nói của Đức Phật rất là hay: Tu Bồ Đề, phàm cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Nếu các anh thấy các pháp đều là hư vọng không thật, tức là thấy được Như Lai. Mô Phật. Quý vị thấy không? Thì giống như thầy vừa trình bày hồi nãy, tất nhiên là quý vị nằm ở trong cái thân ngũ ngũ uẩn là cái thân sinh diệt, trước hay sau gì quý vị sẽ sinh diệt, mà quý vị nằm mà phân biệt cái tướng sinh diệt đó mà mình chấp vào trong tâm của mình thì sao? Thì tất nhiên là mình đã chấp lầm, mình chấp không thực tướng.
mình cái chấp, cái tướng giả, cái tướng quyển. Còn nếu quý vị mà nhìn thấy lại cái bản tâm của mình, một cái bản tâm mà nó có đầy đủ trí tuệ bát nhã, nó có đầy đủ cái phạm hạnh viên mãn, nó có đầy đủ cái chất sáng của lưu ly trí huệ, thì đó mới chính là cái bản tâm Như Lai. Mà cái bản tâm Như Lai này không phải Đức Phật có, mà quý vị đều có. Nhưng mà tại sao quý vị không thấy? Là tại vì phiền não vô minh. Có vậy mà thôi. À, thì bây giờ Kinh Kim Cang này dạy cho quý vị nghi cái tướng quyển để đi vào trong cái tướng chân thật của chính mình. Trên con đường mà tu hành, khi mình giảng một cái bộ kinh, thì tất nhiên là trong bộ kinh nó phải đầy đủ cái sự và cái lý. Bởi vì ngoài cái sự tướng ở bên ngoài, thì cái người tu mới ngộ được lý tánh bên trong. Và đồng thời nếu mà ngộ được lý tánh bên trong, thì mới thấu suốt được cái sự tướng bên ngoài. Thành ra lý và sự này, một cái người tu phải duyên dưng. Thành ra lúc trước có một vị cư sĩ đã đặt câu hỏi hỏi thầy. Có một vị thiền sư đó lập nên một cái đạo tràng, lập nên tượng Phật, mỗi ngày đều cúng Đức Phật đó, và mỗi ngày đều tụng kinh cho đến 3 năm sau. Đến một cái thời gian, cái vị đó tự nhiên phá tất cả hết, tượng Phật thì đập bể đem ra đổ ở ngoài, ở phía ngoài sau sân, tất cả lưu hương đều dẹp hết để cái phòng tránh cơn. Vị đó tuyên bố với tất cả những cái người bạn cũng như những cái người cư sĩ: hôm nay tôi đã chứng nhập được thực tướng, tôi không còn cần những hình tướng mà tôi đã thờ cách đây 3 năm. Và vị cư sĩ đặt câu hỏi với thầy: như vậy thì cái người tu như vậy có đúng hay sai? Thầy trả lời ngay lập tức: sai. Cái người đã duyên dung sự tướng thì đâu có làm cái chuyện kỳ như vậy. Hầu hết quý vị ở trong cái kinh này, nếu không có hình tượng Đức Phật, thì làm sao quý vị có thể phát được cái tính tâm để mà tu? Quý vị không thấy được cái hình tướng trang nghiêm của Đức Phật, Đức Tỳ Lô Xá Na Phật trang nghiêm như vậy, thì tất nhiên là cái sự quý vị đã thiếu sót, thì cái lý làm sao quý vị vào được? A Di Đà Phật. Thành ra một cái vị mà tu mà mình phá đi cái sự bên ngoài, tất nhiên là như thế nào? Tất nhiên là mình chưa duyên dung, mình còn chấp về một cái không mà mình bỏ đi những cái sự vật, nghĩa là lúc trước mình đã khởi công để mình gây dựng, để mình tính tâm vào đó để mình tu. Do đó Lục Tổ Huệ Năng ngài mới nói như thế này: một người mà tu mà hoàn toàn là lý sự phải duyên dung, thiết thông mà tâm cũng phải thông, thuyết mà giảng giống như là 12 bộ kinh giảng như con két, ai cũng vỗ tay hết, mà trong tâm không có cái sự tu, không có sự chứng, thì thật sự cũng là ngoại đạo mà thôi, chẳng có gì mà đáng mà khen thưởng. Thì cũng như vậy, trên đường tu, bên trong mình đã trong sạch thì bên ngoài phải lộ cái tướng trong sạch, trang nghiêm. Một bậc tỳ kheo thì phải có 3.000 quay nghi và 80 tế hạnh. Không phải là một bậc tỳ kheo ở trong mình nói tôi sạch rồi, ở ngoài tôi để như thế nào cũng được. Bởi vì một bậc tỳ kheo là một cái vị mà có thể là thầy của nhân thiên, mình phải làm gương mẫu cho nhân thiên. Chứ không phải là mình nói rằng tôi đã chứng ngộ bên trong rồi, tóc tôi để dài thòn, râu mép hay râu quay nón của tôi để vậy đó. Quý vị có chịu không, tôi không cần biết, tại vì tôi đã chứng bên trong rồi, tôi không cần biết bên ngoài. Điều đó là sai lầm. Bên trong có đẹp đẽ thì bên ngoài nó mới khởi tướng đẹp đẽ. A Di Đà Phật. À, phần 7 là không nên chấp thấy thấy thân tướng của Phật là thấy tướng, là thấy được Phật. A Di Đà Phật. Xin lỗi. À, Phật hỏi: Tu Bồ Đề, ông có thể cho thấy cái thân tướng của ta nên là thấy được Như Lai chăng? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, không thể cho thấy cái thân tướng của ngài, đó là thấy được Như Lai. Tại sao vậy? Vì Như Lai nói cái thân tướng này không phải thật, là thân tướng của Như Lai. Phật dạy tiếp: Tu Bồ Đề, phàm